Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ được phát trên làn sóng FM tần số 97 MHz. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Thị trấn Phong Thổ làm tốt công tác cải cách hành chính. Bản Phò, xã Bản Làng có 45 ha cây chuối. Tiếp đến là các bài viết: đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới Vàng Ma Trải. Hợp tác xã Trường Sinh giữ nghề truyền thống và tạo việc làm cho lao động địa phương. Phần cuối của chương trình là chuyên mục điểm báo cuối tuần. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Phong Thổ, dự có đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương đã báo cáo tóm tắt tổng kết đánh giá chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình 48.397 tỷ đồng, các dự án của chương trình đã được thực hiện hiệu quả như chương trình 30A, chương trình 135, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30A và chương trình 135. Kết quả ước đến cuối năm 2020, hộ nghèo của cả nước giảm còn khoảng 2,75%. 103 trên 292 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Có khoảng 550 xã, 1.286 thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135. Tại hội nghị cũng đã đề ra chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu tăng cường sự kết nối về hạ tầng, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho mọi người, đặc biệt là người nghèo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm gắn với thu nhập cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo tốc độ tăng trưởng thu nhập của 40% dân số của thu nhập thấp nhất cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân quốc gia. Từ đầu năm đến nay, thị trấn Phong Thổ luôn quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, khi người dân đến giao dịch, các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, đúng thời gian và được niêm yết công khai. Đồng thời, thị trấn Phong Thổ còn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính điện tử tại bộ phận một cửa theo phần mềm mới của tỉnh. Nhờ vậy, đã tiếp nhận và trả kết quả được hơn 1.500 hồ sơ. Các đơn thư phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân gửi đến được thị trấn Phong Thổ tiếp nhận, phân loại và tham mưu giải quyết kịp thời. Hiện nay, Bản Phò, xã Bản Làng có diện tích cây chuối là 45 ha. Diện tích chuối này đều đã cho sản phẩm, năng suất đạt 13 tấn trên ha. Với lợi thế địa hình có nhiều vùng đất đồi phù hợp cho phát triển trồng chuối, cho nên bà con nông dân Bản Phò đã chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng chuối và đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với các cây khác. Điều này đã và đang góp phần giúp người dân trong bản từng bước xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Hiện nay, trên địa bàn xã Xin Dưới Hồ có tổng diện tích rừng là 7.641,22 ha. Trong đó, diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ là 5.715,76 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 63%. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về công tác bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng gắn với dịch vụ chi trả môi trường rừng, tăng cường kiện toàn lại các tổ bảo vệ và phát triển rừng, thường xuyên tuần tra rừng, tiến hành rà soát diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, lập phương án trồng rừng mới. Thưa quý vị và các bạn, với địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện,
công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới của xã Vàng Ma Chải còn gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, góp sức người, sức của nhân dân, công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới Vàng Ma Chải. Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Vàng Ma Chải đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời lồng ghép huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao thương hàng hóa, thuận tiện cho người dân đi lại, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, xã còn vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, toàn xã đã có 409 trên 678 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 4 trên 5 bản đạt danh hiệu bản làng văn hóa các cấp. Người dân trên địa bàn đã hiến nhiều mét vuông đất các loại và đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nội bản, công trình thủy lợi và các công trình công cộng. Anh Tần Láo Lụ, bản Tả Phùng, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ nói: Trong thời gian qua thì cũng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, bản tôi cũng có triển khai và được người dân hưởng ứng và tham gia xây dựng đường nông thôn mới. Về chăn nuôi thì được Đảng và Nhà nước quan tâm là đầu tư về cái con giống nuôi ngan, nuôi lợn, gia đình cũng thoát nghèo và phát triển. Để giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xã Vàng Ma Chải đã phối hợp với các ban ngành chuyên môn huyện, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 tập trung triển khai nhiều mô hình sản xuất, thành lập các tổ liên kết trồng trọt chăn nuôi, đồng thời thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ bà con về cây con giống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người toàn xã đạt 17,5 triệu trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 34,3%. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền xã còn vận động nhân dân tích cực phối hợp với đồn biên phòng Vàng Ma Chải tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Lý Phủ Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ cho biết: Cái nhiệm vụ mà Đảng ủy và chính quyền địa phương là tổ chức sẽ tiếp tục và khai thác mà tận dụng những cái nguồn vốn đầu tư của nhà nước cũng như là các mô hình sản xuất để cho bà con nhân dân để tăng thêm cái thu nhập để phấn đấu để đạt tới đây đạt cái tiêu chí thu nhập cho bà con nhân dân. Về tiêu chí môi trường thì tuyên truyền và vận động bà con nhân dân để thể hiện tốt gắn với cái việc bản làng xanh sạch đẹp thì chúng ta bảo vệ môi trường và quy hoạch tất cả các khu chợ như là đường làng ngõ xóm để đảm bảo cái vệ sinh môi trường, đặc biệt là về cái nhà ở hay vệ sinh, cái nguồn nước, tất cả các chương trình thì đã tập trung, xã đã tập trung mà tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực mà tham gia để tiến tới để chúng ta đạt được cái tiêu chí về môi trường. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền, sự ủng hộ đồng thuận một lòng của người dân, mục tiêu nâng tỷ lệ đạt 11 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Vàng Ma Chải vào cuối năm 2020 tiếp tục thu được kết quả cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, với khao khát giữ lửa cho nghề dệt truyền thống và giúp người dân trên địa bàn có thêm thu nhập, năm 2006, chị Đèo Thị Hạnh ở thôn Tây An, xã Mường So đã thành lập hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Trường Sinh.
Sau 14 năm đi vào hoạt động, quy mô hợp tác xã đang ngày càng mở rộng, đảm bảo đầu ra sản xuất ổn định và giữ gìn được nghề truyền thống của dân tộc Thái. Bài viết sau thể hiện nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chị Đèo Thị Mến ở bản Tây An, xã Mường So gắn bó với hợp tác xã Trường Sinh từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Trong quá trình làm việc tại hợp tác xã, chị Mến đã được học kỹ thuật dệt thổ cẩm bằng máy móc hiện đại, tạo ra những sản phẩm đặc trưng và có thu nhập ổn định. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình chị đã khấm khá hơn trước. Chị Đèo Thị Mến, thôn Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ, nói: chị làm được hơn chục năm rồi, từ ngày bắt đầu thành lập hợp tác xã. Công việc hàng ngày thì các chị có khách thì vào làm. Tính ra thì mới tháng trung bình là cũng 5 triệu đến 6 triệu một tháng. Đời sống của các chị thời gian này cũng tạm ổn. Thời gian đầu mới thành lập cũng như nhiều các doanh nghiệp khác, hợp tác xã Trường Sinh gặp rất nhiều khó khăn như kinh nghiệm quản lý điều hành còn hạn chế, nguồn vốn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị còn thiếu. Tuy nhiên, với quyết tâm giữ gìn, bảo vệ nghề truyền thống và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các thành viên hợp tác xã đã đổi mới ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để mở rộng sản xuất. Đồng thời, mua 5 máy dệt, 1 máy cuộn bông, 1 máy cán bông, 2 máy bật bông, xây dựng nhà xưởng trưng bày sản phẩm, mở 2 lớp dạy và truyền nghề cho 60 lao động là người địa phương. Đến nay, sau 14 năm thành lập và phát triển, hợp tác xã có đầu ra ổn định. Hàng năm xuất bán ra thị trường trên 30 tấn bông, vải, sợi và là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, các thành viên trong hợp tác xã luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, kịp thời biểu dương các xã viên điển hình để tạo khí thế sôi nổi trong thi đua sản xuất. Việc đẩy mạnh đầu tư máy móc kỹ thuật vào trong sản xuất cũng giúp cho hợp tác xã tạo điều kiện nhiều hơn nữa công ăn việc làm cho người dân địa phương. Chị Đèo Thị Hạnh, giám đốc hợp tác xã tiểu thương công nghiệp Trường Sinh, xã Mường So, huyện Phong Thổ cho biết: từ năm 2006 anh chị thành lập hợp tác xã thì cũng thuê thêm người làm. Tại xưởng nhà chị thì có tầm 10 người cả dệt và hoạt động và đứng ở trong máy. Còn ở ngoài là chị thuê theo vụ mùa là trên 20 người. Họ làm tranh thủ khi họ nhàn rỗi, họ đi nương, đi ruộng về rồi thì họ tranh thủ ngồi vào kéo sợi cho chị. Với những thành quả như vậy, hợp tác xã Trường Sinh trở thành hợp tác xã kiểu mẫu về tính nhanh nhạy, nắm bắt thị trường, song vẫn giữ được ngành nghề truyền thống của dân tộc, thiết thực cùng địa phương, xoa đói giảm nghèo. Chuyên mục điểm báo cuối tuần. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên mục điểm báo cuối tuần của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ. Chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 7 tháng 12, Ban Văn hóa Xã hội tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Thị Huyền, trưởng Ban Văn hóa Xã hội tỉnh, chủ trì buổi họp. Dự buổi họp còn có các đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Ban Dân tộc, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thảo luận tại buổi họp, các đại biểu tham gia ý kiến làm rõ hơn hiệu quả hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, tình hình phát triển nông lâm nghiệp, giáo dục và đào tạo, giải pháp đối với nhân viên y tế hợp đồng tại các cơ sở điều trị methadone trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Vũ Thị Huyền, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị trên cơ sở ý kiến giải trình của các đơn vị liên quan, đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện các báo cáo dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 sắp tới. Ngày 6 tháng 12, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học Ngành Luật Công nghệ Thông tin.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai đơn vị khẳng định chương trình phối hợp đào tạo ngày càng đạt nhiều kết quả cao. Điều đó thể hiện qua những lớp sinh viên đã ra trường, hiện đang công tác trong cơ quan, đoàn thể của tỉnh. Đây là động lực để nhà trường và trung tâm cố gắng hơn nữa trong công tác liên kết, mở rộng các ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế địa phương. Đồng thời hy vọng các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ vận dụng kiến thức vào công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, Sở Y tế tổ chức tập huấn triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử do dự án Hợp Best hỗ trợ tại tỉnh Lai Châu tham gia tập huấn giúp học viên nâng cao kỹ năng thu nhập, ghi chép tổng hợp và thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê y tế theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm thống kê y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Sáng ngày 7 tháng 12, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, làm trưởng đoàn công tác của Bộ, làm việc với ngành thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu. Tiếp và làm việc với đoàn, có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và tuyên truyền, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh giá cao công tác thông tin và truyền thông của Lai Châu, đồng thời yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp bưu chính viễn thông tăng cường phối hợp, sử dụng chung hạ tầng cơ sở, đoàn kết hợp tác và nâng cao chất lượng phục vụ. Ngành bưu điện cần sớm rà soát, bổ sung đầu tư, phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của hệ thống bưu điện văn hóa tuyến xã. Để sự nghiệp thông tin và truyền thông Lai Châu ngày càng khởi sắc, Thứ trưởng mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư hiệu quả, doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin, đón đầu công nghệ, đầu tư hạ tầng viễn thông hướng tới các xã vùng sâu, vùng xa và biên giới, chung tay phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chiều ngày 8 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến công tác phòng chống COVID-19. Chủ trì hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các điểm cầu các huyện, thành phố có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tham dự. Tại hội nghị, các sở, ban ngành báo cáo công tác triển khai phòng chống dịch COVID-19, tình hình quản lý hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, tình hình thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống dịch đối với các phương tiện vận tải hành khách, tình hình quản lý lao động, chuyên gia, người nước ngoài có tay nghề cao vào làm việc trên địa bàn tỉnh, phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Mường Tè lần thứ tư năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ngành địa phương nghiêm túc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ số 1300 ngày 24 tháng 9 năm 2020 về phòng chống dịch bệnh COVID-19, số 1699 ngày 2 tháng 12 năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, số 1711 ngày 7 tháng 12 năm 2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021. Lan tỏa yêu thương, đó là chủ đề chương trình Hiến máu tình nguyện hưởng ứng tuần lễ hồng IVN lần thứ 6 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, được Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, Bệnh viện Đa Khoa, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sáng ngày 9 tháng 12. Chương trình đã thu hút gần 150 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả tiếp nhận hơn 107 đơn vị máu chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Qua đó góp phần phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 8 tháng 12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lúa nếp co giàng liên kết theo chuỗi giá trị
gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Bắc Tà, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, gọi tắt là dự án năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế Xã hội Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Mùa A Trừ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Lê Thanh Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Tà và các hộ tham gia dự án. Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại diện các tổ hợp tác hộ nông dân của ba bản nằm trong vùng dự án chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định rõ hơn lợi ích kinh tế cũng như những kiến thức tiếp thu được trong quá trình tham gia. Đồng thời mong muốn hội nông dân các cấp, chính quyền huyện, xã tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tập huấn chuyển giao kỹ thuật sâu rộng hơn để nhân dân trong và ngoài vùng có thể mở rộng diện tích sản xuất, mang lại thu nhập cao, bền vững. Trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh Lai Châu, gọi tắt là Hội đồng tỉnh, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 đợt 2. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên hội đồng cấp huyện, cấp tỉnh trong quá trình đánh giá, chấm điểm công tâm, khách quan, lựa chọn những sản phẩm đảm bảo đủ điều kiện công nhận OCOP. Chúc mừng các chủ thể địa phương đã có sản phẩm được công nhận đợt này. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh cũng như trung ương có nhiều sự kiện quan trọng. Các địa phương khuyến khích chủ thể phối hợp với sở ngành liên quan đưa sản phẩm OCOP đi trưng bày, giới thiệu, quảng bá. Tiếp tục định hướng hỗ trợ xã, thị trấn, hợp tác xã, doanh nghiệp, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung. Các chủ thể duy trì sản xuất sản phẩm theo quy trình và đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, dây chuyền chế biến, đưa nông sản Lai Châu vươn xa hơn nữa ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và năm an toàn giao thông năm 2020 do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức sáng ngày 9 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ban An toàn Giao thông Quốc gia, biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, Ban An toàn Giao thông từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực tuyên truyền và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành, địa phương cần thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an toàn giao thông và các cơ sở pháp lý để thực hiện công tác an toàn giao thông. Nâng cao năng lực, hiệu quả của Ban An toàn Giao thông Quốc gia và của các cấp, siết chặt quản lý chất lượng các công trình giao thông, trong đó ưu tiên một số dự án trọng điểm, xử lý dứt điểm các điểm đen gây tai nạn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm chế tai nạn giao thông, tập trung vào các hành vi gây tai nạn giao thông cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống camera phục vụ cho việc xử phạt vi phạm an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chú trọng tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các trường học, đổi mới nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe, xây dựng văn hóa giao thông cho người dân, hoàn thiện hệ thống cứu hộ tai nạn giao thông trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, Hồi Luông là xã biên giới của huyện Phong Thổ, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Hà Nhì, Mông và Dao. Đến nay, các nội dung cơ bản trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai đến cơ sở.
được nhân dân đồng tình ủng hộ, chung sức thực hiện. Mời quý vị và các bạn tìm đọc bài viết Hội Luông đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã của tác giả Nguyễn Tùng trên báo Lây Châu. Chuyên mục Điểm báo cuối tuần của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm sản xuất Đinh Ngọc Cường, chịu trách nhiệm nội dung và kỹ thuật Nguyễn Văn Tuyển cùng phát thanh viên Hà Vân, kỹ thuật phòng thu Quang Trung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.